Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình lại đến một cái xưởng mà sản xuất mô hình mới nhất của tỉnh Tuyên Quang. Lần đầu tiên đến đây thì một mô hình mang theo một cái ý tưởng, một phong cách mới nhất. Đây là một chiếc du thuyền nhá, một chiếc du thuyền. Và đây cái mô hình ở phía sau lưng mình đây. Bây giờ mình sẽ vào trong kia để gặp anh Quyết. Đây là cái xưởng mô hình của gia đình anh Quyết nhá. Đây là xưởng mô hình của anh Quyết, một ý tưởng táo bạo trong cái mô hình năm nay nhé. Mang sẽ mang đến một cái hình ảnh mới nhất trong năm nay. Mà xưởng mô hình của anh Quyết đây là ở tổ 6 Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong kia để xem các anh em thợ sản xuất như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ quay luôn hoàn chỉnh toàn cảnh cái hình ảnh mô hình này nhé. Đây là một cái mô hình mà mang được cái ý tưởng rất mới lạ trong cái năm nay. Là một chiếc du thuyền nhé mọi người nhé. Đây, anh em tổ thợ đang làm ở trong này. Một chiếc du thuyền, đây là mình có thể nhìn thấy đây, một chiếc du thuyền mà hai tầng nóc này, cả nóc trên cao. Bây giờ các bác thợ đang làm. Có thể nói là cái mô hình này là mới nhất và độc đáo nhất của năm nay sao. Đây, anh em thợ đang làm đây. Theo như các anh đang đo thước thì chiều cao hiện nay đang từ dưới mặt đất lên là 3m3 nhé mọi người nhé. Theo như các anh nói thì ở phía trên cao kia sẽ là một cái mô hình đầu rồng ở trên đó. Đấy, thế bây giờ các anh đang đo. Mình cũng mong muốn làm sao được cái mô hình này nó rất là mới lạ để đưa đến cho tất cả các du khách khi đến với Tuyên Quang cái dự cái lễ hội Trung Thu và lễ hội Thành Tuyên 2024 nhé, là sẽ làm sao để mọi người du khách, mọi người đến xem thật thích thú với những mô hình này và được thưởng ngoạn trên chiếc du thuyền này nhé. Được biết cái mô hình này được hoán cải từ một chiếc xe ô tô, từ một chiếc xe ô tô, làm lại sàn và làm lại nóc. Chiều dài của chiếc du thuyền này thì dài là theo như anh Quyết nói là 15m1 nhá mọi người nhá, chiều dài đấy. Còn chiều cao là tính đến thành hành lang ở phía trên hiện nay là 3m3. Đấy, đây là ra phía sau mọi người nhá, đây là ra phía sau. Đây mình ra phía sau đây và nhìn thấy cái đường đây, làm cái hệ thống cầu thang. Cầu thang đi lên đây rất là hiện đại. Có thể nói là cái mô hình này cũng đối với mình đi rất nhiều nơi sản xuất mô hình. Thì tất cả các cái mẫu mô hình ấy. Thì đây là một chiếc du thuyền mình rất thấy là lạ và độc đáo này. Thì rất mong làm sao mọi người đón xem, đón chờ và khi đến với Tuyên Quang, Thành Tuyên thì để được du ngoạn, thưởng ngoạn ở trên chiếc du thuyền này nhá. Bây giờ mình sẽ trèo lên và lên phía trên cùng các anh em thợ ở trên nóc nhá, để xem từ trên xuống nó như thế nào nhá. Đây nhá, mình đi lên trên này, mình đang quay từ dưới lên. Và hai bên của cái đường cầu thang này lên có lan can bám nhá mọi người nhá. Mình lên trên nóc này rồi thì mình cảm tưởng giống như một chiếc xe buýt hai tầng. Một chiếc xe buýt hai tầng ấy mà trên cùng là không mui. Đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay của các anh em thợ ở đây. Rất là đẹp. Đây mình lên trên rồi nhá. Đây là mình lên trên này rồi. Chiều cao trên này là 3m3, nhìn xuống này. Đây nhìn xuống anh em thợ đang dưới nhá. Hy vọng là một vài ngày nữa để chiếc du thuyền này nó hoàn chỉnh thì mình đến sẽ ghi hình nữa tiếp cho mọi người xem. Rất là tuyệt vời đó. Khi mình nhìn thấy cái hình khung của cái du thuyền này thôi thì đã thấy thích thú rồi. Đấy, mình chỉ đứng trên này một lúc nữa thôi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới kia nhá. Đây là mình ở trên cao nhìn xuống nhá. Đây phía dưới kia nếu mà nhìn ra thì đó là một chiếc mũi thuyền, mũi du thuyền nhá mọi người nhá. Đây là mỗi một anh thợ thì là bố trí làm ở một góc. Đây là trên này là anh Quyết đang làm cái khu vực cabin. Phải nói là cái hình thù như này, phải nói là cái dáng rất là đẹp. Đấy, cái dáng rất là đẹp luôn. Phải nói là cũng rất công phu mà rất tốn kém về sắt và công thợ. Rất là công phu đấy. Hoàn thiện chiếc mô hình này sớm để làm sao ra mắt khán giả để đón xem.
khi nào mà xong hoàn chỉnh mà chạy test thử thì mình sẽ đến mình tiếp cho mọi người xem nhé. Đúng là ý tưởng, đúng rồi, bây giờ là rất là cái da dáng của du thuyền rồi, ok luôn. Đây là phía trước nhìn vào nhé mọi người nhé, đây là nhìn thẳng phía trước. Đây chỗ này là mũi du thuyền này, chính giữa này. Đây là phía giữa nhìn vào. Đây còn nhìn ở phía bên này là chiều dọc. Cái video của mình cũng đến đây xin tạm dừng nhé. Khi nào mô hình này xong thì mình sẽ ghi hình tiếp cho mọi người xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.